trên thông reo dưới thời vượn hót trầu bé dậy chim rừng ta hót đêm mơ thâu chim mơ oanh ríu rít bên lầu sing me.
trên bàn đi, lên trên bàn lắm quả nhiều hoa. Chầu bà đốt đuốc vào ra sớm chiều, chiếc thổ mấy nằm chiếu lưng đeo. Ý à ơi à, bông lộc cho lắm để đây càng nhiều, vàng cho dài nhất dáng yêu, bông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng con đã khói phục hồ, 31 người tư hôn dằm, 31 hôn dằm 14 vì sao anh luôn, hai tâm thần trời sẽ cho, hai tâm thần
tiên tốt lụa dày, mộng lộc cho lắm về đây càng nhiều, càng cho dài nhất dáng yêu, mộng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng con nhà khói phục, 31 người tư hôn dằm, 31 hôn dằm 14. Bồ Tát Na
Tát Nam Mô Hổ Quốc Nhân Vương Bồ Tát Gia. Con lãnh chuyên gia gọi tấu đức ông ngài có lãnh chuyên gia đời chân thị chân Na Nam Hải đức ông đệ tam ngài dòng dòng ra hoa hải đường thân tình niên phương cô đệ nhất lê đất mạc thành ra hồi cung để như đại hòa tông thiên cô tên gọi thành ra hồi cung trông ra ngoài cửa bể tờ mờ siêu thôi cô bé thành ra lập ở hương đông ngôi đền thờ thành gia hồi cung chúa mường dân văn nhi tam vị chúa mường tây thiên đệ nhất sáng đền thờ thường đẳng điện để tối linh tây thiên tam đạo địa linh ý à. Tây Hãy subscribe
Nhập thao mà phú thọ Bắc Giang huyện hồ có phen giao cảnh thành đô ý. Dâng cao rồi đi xuống đèo
thật là đào. Nhìn xa xinh đẹp tươi, tính đỏ ơi sao lọ ơi. Câu vinh hoa xưa đẹp như sao bắc đầu vân ý ngà. Đẹp như sao đầu vân ngà, vừa son ma vân tóc sợ vân sang châu bà yêu điều thay vân ý ngà. Thank you.
hóa dườm già tốt tươi dòng trời non nước đôi đời.
sang khắp bốn phương, định sinh công chúa ai đường sánh bằng. Hàng trai chuột đêm ngày dương dục vì mèo bằng, vàng ngọc bầu ra những song tình nhờ sau đầu ngân hà y you
cho nhiều năm ngoái năm xưa. Thanh đồng con quê sớm phụng thờ, 30 mùng 1 người tứ hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm người tứ. Ra so bằng tim mộng
nơi ngọc bệ nét đan thanh ai về soi gồm lọ đức nghi tinh dung nghi thank you.
về trên phán các quan như tả cơ hữu đội được ban đáo đàn quân truyền quân bộ đôi hà tiên minh vạn mã hà kéo ra lệnh truyền tiên đội vạn cơ dòng nhang khai quang thập cờ diệu quang miên chiếu thượng trung nghị hà tích tăng cúng già kim phục hoàng thân khẩn phật thánh chúa tiên trung Loan ra hồi
cung. Tám phát huyền cai, chuyên phân đâm thuộc ngàn thành gia. Thái tử đệ tam đức tôn thần quan thái tử đệ tam hùng binh đi quán cổ đền lạnh gian linh tử một tuần nhang đi tống về thủy phủ các quan các hòa tiên định chút đó diệp là trường tiên là tiên định chút đó diệp là tống về thủy phủ vua cha độc định vương vọng ở dưới thủy cung dòng nhang khai quang thập ở diệu quang miên chiếu từ trung yên hạ thích tăng cũng giảng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung yến mở
đàn quê vang lừng nhạc vũ. Thiên
thai cảnh quan lớn tuần về sáng ngự các ngưng bộ tiên là cô tô lớn dâng hoa tinh giang chốn đó quy nhà âm thanh cổ trên phán các quan tả cơ hữu đội được ban đáo đàn khúc truyền quân bộ đôi hà tiên minh vạn mã hà kéo ra lệnh truyền tiên đội vạn cơ tiên đội vạn cơ lệnh truyền tiên đội vạn cơ ông lớn bây giờ đoạn ra anh linh trước là bảo hộ gia đình
Đông quân tuần quán nhị sáng hàn chính đệ
trên ngàn giỏi quấn dung cây sông khe cá nặng chim bay về ngàn cánh khuya nguyệt làn sao tàn ý à. Lặng ngân ái bốn dòng sông trà
có cơm nam trẻ ngàn tình hay xin ngài đi thầm ý là vào là đất xòe ta là rời cụp vào là đất xòe ta là rời lúc đi ai toàn xa lung linh trong đề thank you.
trời núi bao xa lên đàn nghe bông hoa hai hoa mang về đến đây biết bao thanh đồng chờ mong bạn khen bao nhiêu thanh đồng chờ mong bạn khen trên cộng đồng rừng bay tròn ngất con mơ hồ tiếng như hoa trầu đẹp như hoa vang tiếng yêu điều vang tiếng yêu điều đôi môi hé cười làn da chắc mật làn cất ngây chân ra chăm đem về dâng mẫu hoa hải đường là trước mùa xuân bông hồng nhung là giờ xa ý à yêu ai tài lòng sầu bán buôn may ban đắp cho gặp người gặp duyên bảo là
sông trường ngàn quýnh ngàn đào, mây mây ngập thoáng trắng sao lưng lờ lõm buồm ai quỳ lặng kính. Soi trong làm việc, soi về bàn đền đấy.
chiếu bát kiếp này trầu xuống
trần gian y a. Quả nhiều hoa dầu bà đốt thuốc vào da mi sương chiều.
ui mấy là chiều biết đều là ngày phiên chợ trên đồng đăng kỳ đường, dù bé bấu chân kèo chợ mà sắp trường, người bán đang đợi người mua đang chờ chầu. Ý à, ở Bắc Lệ, ở trên Bắc Lệ từ chiều đông đúc, người tay lúc người mang mà bán mua, xuống nghĩ tình bạc bằng thì chiều. Tiếng chuông đèn vắng vẳng chiều hôm, làm sao chầu bé tôi lên nó cầu kỳ. Tiến chầu bé trên ngàn mà lừng lấy, lức tiếng đồn chầu bé nước quay linh nghe, lức nghe danh chầu bé đi ngàn dây. Quanh đèo dọc rách ngôi đền thờ
thanh giá hội cung. Bảo hà nhắn ai lên đất bảo hà cho lên hội phong nguyệt lên. Đó là cảnh thần phục thờ thần tình có chữ là bồ khai quang.
dung nhan thập cờ rượu quang minh chứng đàn dung hạ thứ tầng cung đặng kim phục hoàng thân cận thanh chúa thiên trung vương. Thank you.
Hôm nay ông hoàng bảy ngồi nghe khúc văn con đàn hát nhà hoa tiên. Lúc ầm mê trà xà tàu thuốc cống ông bảy người ưa thích cái thứ vô hình mà làm cho gỗ đá cũng phải xanh. Nhân ai nên đất ý ta bảo đền bảo hoa lễ mùi phong nguyệt ý nghĩa đó là cảnh thần tiên sáng ư sáng điêu phạt tiên là cảnh tiên trên bảo tiên cảnh trên bảo cỏ cây mà hoa trên ngần tần ngần ô ngần tần ngần này bông quế đào lắm ngoài ý nghĩa người phân xa còn kém xa sáng ngờ sáng ngờ diêu pha xa còn kém xa ông hoàng bảy người phân ô ông bảy ăn đi chơi đáng bậc anh hùng nên sẽ xuống ngựa vĩnh vùng khắp mọi nơi khi còn trời còn nước còn mây các cô còn nấu rượu ông bảy còn xanh xương kia các cô dân khay ngọc nghiêng vàng cô dân bút ngọc điếu hoàng bảy người mở sách ra ông hoàng bảy người mở sách ra có thấy chữ đề đức lặng tướng quý tuy ông hoàng bảy có say một tí chọn đạo làm người đến cửa Phật lấy chữ Di Đà là cả ông mới qua quan Nam Tào cùng quan Bắc đầu số lơ trần gian nào ông chép biên ai người hữu thuật thảo hiền nhân tích đức ông bảy
phải chép biển cho rõ ràng. Mong con hoàng hôm nay bái thỉnh quan hoàng đèn nhang khuya sớm như nắng nhang phục thờ tâm linh có sự làm có sức nam mô tâm linh có sức nam mô A Di Đà Phật hoàng cầu ngự về ông người lục chi thần đầu. Thank you.
con xin ông ngoan mời uống cạn cho say. Để chắp hoa giao kết, chúc ghế ông hoàng 14 tuổi. Mận lòng càng ngày càng thêm xinh tinh, tình tay tiền gió chén rượu đào. Nhất tuần sơ lấm lên bề ngọc, các cô nâng mời là mời rước ông mười sơi, ngã sơi rước ông hoàng mười sơi. Dâng nhị tuần sới lưng lên kính vua, dâng vào ta mục tê các co mi nâng mơ là mời giúp ông hoàng mời sới. Ô sới, ô sới giúp ông mời sới. Có tam tuần chúng dâng lên ma bè ngọc thế mới để dâng mời, là mời giúp ông hoàng mười sơi. Ô sơi giúp ông hoàng mười sơi. Thank you.
muội đã mặn ba lắm con mặn. Ma khưng đã canh thì chín tháng con canh chúng con yêu quê hương ông tình lặng nghĩa danh dù xa xôi cách trở vì thương họ Trần họ Nguyễn mà hôm nay ông mười phải ông vương vấn vương lời cõi trần vương vấn vương lời cõi trần cho đông
đứng trên ngàn ngàn phanh ngàn nhát thấy cô đôi về nở phần quán đấm tay cô đôi đàn miệng hát ca ngâm
trên nón buồn rầu, lắng tai nghe chim cú gọi nhau, còn bay con hót cả bóng con tuyền, con chim anh chưa đồng dầu gì, chim con nó đã bay về cạnh. Là bóng cô bơ nên tàu xuống dọc bà tòa
hái chẳng và nâng niu bông hoa thơm. Ai chẳng mà nâng đừng mũi thuyền dòng qua
yêu mến thầm đồng văn cô phò mẹ Phật giúp mẹ rồi lại trèo ra văn cô phan về đền cây quý văn cô phan về đền xích đồng văn cô phan về bàn đền đây văn cô phan đền đây là bên văn cô phan đền cô ơi văn cô phan xin cô gác mái trèo bơi thả cầu lôi rước vua mẫu lên đền phan hò cô công nghi chúa bách danh nghệ 12 cửa bể quyền hành cô lắm trong tay là tình ta tình ta tình tình ta thank you.
chín tầng ngày mấy vương ngọc thải ngủ chín tầng ngày mấy thành cổ mặc ca vóng ngự dày dày mà cây sung ngay cuộc nghiêng nghiêng về mái tóc thề xinh
miền ngược lúc cô về miền xuôi đường cô đi bướm lượt hoa cười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
cây ven suối có nhà sàn được nghi đi quanh co đồ thấy vui được men rừng men suối men được men đồi thì họ ơi đang vui cô trở ra về xin chào bà nội em chờ đến vân sau vân đàn còn xin nhắn tụ câu đôi câu cô về tấu đôi nhớ vẫn xong cho xin lòng ý ngà thành ra hồi cùng xin chào pháo tay chương trình vô điện để kết thúc.